Hello, chúng mình quay trở lại với channel Bắc Tùng và đến với một giai đoạn trên của Search Mâng. Ngày hôm nay thì mùa 14 đến rồi. Máy chủ Trung Quốc đã cập nhật 14.1 và thầy Mâng sẽ có một giao án Aatrox ở mùa 14 anh em nhé. Cùng xem là Aatrox mùa 14 trong tay Search Mâng sẽ có một giao án như thế nào nào. Let's go. Ok, kèo đấu đường trên gặp một con Jack. Jack cũng đang là một đấu sĩ khá là mạnh của mùa 14 với sự thay đổi của các trang bị đường trên. Ngọc sẽ là chinh phục đắc thắng huyền thoại khá hiệu ứng cho trận cuối cùng. Ngọn gió thứ hai cùng với kiên cường. Nói chung là cũng không có gì thay đổi nhiều cả. Chỉ có cái hướng lên trang bị nó sẽ khác đi một chút so với trước đây thôi. Thì hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn rồi, con Aatrox này rất là mạnh. Với cái giáo thiết ly cùng với Sojin tại thời điểm này. Có gì phụ trợ à? Mặt bằng chung lúc này chắc là cũng không phải là mức rank quá cao đâu anh em. Chưa phải là thời điểm mà Search Mâng đánh ở máy chủ siêu cấp Trung Quốc anh em nhé. Mới chỉ đang đánh ở máy chủ thường thôi. Cho thầy Mâng test mùa mới vài game ở máy chủ thường đã. Sau đó thì sẽ try hard tốt thách đấu sau ha. Kèo đấu với Jack thì chắc là đánh an toàn ở 3 level đầu. Kèo này thì mình đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều rồi. Thậm chí là mình đã làm rất là nhiều kèo solo của các cao thủ cho anh em xem. Đang đọc trang bị anh em ạ. Đang xem trang bị hỗ trợ. Này trang bị hỗ trợ ông ơi. Chỉ mua được một trang bị Doran mà thôi. Kiếm hoặc là khiên thôi anh em ơi. 3.5 sinh mệnh. Nếu mà Smurf rank tự tin thì kiếm, còn không thì khiên an toàn thôi anh em. Hoặc khiên ha. À kiếm à. Phân vân ha. Cũng đang Smurf rank không biết là nên kiếm hay lên khiên bây giờ. Lên khiên thì chắc chắn là kèo này con Jack sẽ không làm gì được con Aatrox ở level 4 trở đi cả. Farm chi chi chờ khiên hồi máu là được. Level 4 mình sẽ quật nhau với nó sau. Kiếm à. Cảnh báo AFK rồi này. Khiên đi anh em ơi. Khiên cho an toàn ha. Game đấu đầu tiên mùa 14 của Search Mâng nên là đánh cho nó cẩn thận tí. Để xem xử lý kèo với Jack thì Search Mâng sẽ xử lý như thế nào, có gì khác so với trước đây hay không. Và Search Mâng sẽ hướng tới Sojin trước hay là giá thiên ly trước? Giá thiên ly bây giờ nó hồi máu cực nhiều luôn. Và sức hồi máu Aatrox trước đây nó đã nhiều rồi, bây giờ có thêm cái giá thiên ly thì nó còn hồi kinh nữa. Cấp 1 chiêu chiêu ha. Nhịn nó tầm 3 level đầu anh em ơi. Rách đâu rồi? Rách nút bụi à bạn. Nước E cấp 1 đến từ Search Mâng để ăn 3 con gần. Nước E cấp 1, nếu đối phương bật E lao vào tấn công thì mình E chạy thôi. Rách cấp 1 nó không có quy thì nó cũng không có dí được. Đánh tay, đổi đánh tay và đối phương không bật E. E lên ăn lính và để xem là rừng thì Sako có canh được sớm hay không. Rồi, có level 2 dành cho cả hai bên. Level 2 thì cả hai đều có EQ cả. Q1 đối phương lao vào cho hit luôn với EQ. Q2 tính ăn lính nhưng không được rồi. Q3 đánh tay, E đánh tay, thêm đòn nội tại nữa. Ok. Phun số nhịp độ cho Jack phía bên kia nhưng Search Mâng có thiểu đốt, còn Jack đánh bằng dịch chuyển. Jack không dám Monin, mặc dù đang phun số nội tại cùng với phun cả số của nhịp độ nữa. E Q1 trả đam rất gắt nhưng mà Q2 flat, thiểu đốt hay không? Quyết định là không đến từ Search Mâng. Sợ là không đủ đam nên là đánh an toàn thôi. Nhưng mà Q Aatrox hồi hơi lâu, đối phương sẽ có thể nhảy lên thêm một nhịp nữa. Đối phương sẽ có được level 3 anh em ơi. Đó, bây giờ Jack về, sau đó thì TP lên top để lấy lợi thế. À, không về TP được rồi. Cái turn thứ tư nó đã ra kịp rồi. Như vậy là Jack không về ở cái thời điểm này, Jack nó sẽ rất yếu này anh em này. Aatrox level 3 có EQ cùng với đứt 3 kỹ năng. Q3 thành công, đối phương EQ vào bắt choáng rất nhanh sau đó rút ra mà thôi. Mình đang ăn lính dưới trụ nào. Jack đã ăn xong cái turn lính thứ tư rồi. Chứ bỏ qua một con lính để rút lui và đang có một tiếng giao tranh trong khu vực sông diễn ra. Sako có mạng của Jack, có một điểm hỗ trợ dành cho Aatrox của Search Mâng. Đối phương còn dịch chuyển nên Search Mâng quyết định là đóng băng tân lính. Q1 W. Đối phương flat né Q2, Q3 E nội tại nhưng mà cũng không đủ đam để thiếu đốt rồi. Nhưng mà feed đang lên nha. Lilia không còn tốc biến. Hay quá feed rồi. Mạng này nó feed rồi. Thêm một điểm hỗ trợ nữa dành cho Aatrox của Search Mâng. Hết skill rồi anh em ạ. Không đánh thêm được nữa, để cái mạng đó cho feed ăn thôi. Ở mạng lời nha. Và Search Mâng sẽ phục hồi lại từ khiên Doran, cho khi đó Jack phải TP lên thôi. Với cái tân lính đóng băng như thế này thì bắt buộc cho Jack phải TP thôi.
Nhưng mà TP lên với một cái trang bị bụi sao lấp lánh. Đây là một trang bị giúp cho Jack có thêm một tí giảm hồi chiêu thôi. Nó trang bị khá là rẻ, W Q1, W2 giật về, Q2 chí mạng rồi, Q3 nhưng mà E ra nha. E vào nó bắt choáng, nó trả sát thương là rất đau đây anh em ạ. Chơi hit đến đấy là lời rồi. Ở level 4 là một level rất là khó thì Jack đánh cái kèo này. Nhưng đối phương đang có tái sử dụng. Tiếp tục Q1 tốt. E Q2 thành công nhưng mà quyết định không đầu tư Q3 tốc biến. Không có W để giữ chân đối phương lại trong một pha đối phương vừa mất Q xong. Nhưng mà Jack ở level 4 các bạn thấy nó đánh với Aatrox kể cả là hơn trang bị cũng đánh thua thôi. Với chỉ một khiên Orang Aatrox là level 4 đã có sát thương rồi, level 5 cũng vậy. Đối phương nhảy thẳng vào Q1, đánh tay Q2E, sau đó Q3. Q3 không chí mạng nhưng không sao cả. W nội tại đối phương tốc biến đi, thiếu đốt hay không? Tốc biến đánh tay ở kia. Có bị nhầm spell không đấy không? Phần này thiếu đốt là được rồi mà, không sao, vẫn sẽ có mạng mà thôi. Q1 E thành công. Không biết là có nhấn nhầm cái thiêu đốt thành cái tốc biến hay không, nhưng mà nói chung là vẫn sẽ có solo kill với một trong hai phép bổ trợ thôi. Bung cái nào ra thì cũng sẽ có solo kill anh em ạ. Jack ở level 4 đã không thể nào chịu nổi nhiệt con Aatrox level 5 của Sachemung rồi. Reset tên lính rồi té thôi. Hai điểm hỗ trợ cùng với một mạng cho lần ra đường đầu tiên. Hơi ngợp. Hơi ngợp rồi anh em ơi. Giáo Thiên Ly ở món trang bị đầu tiên với một cái mũi khoan hay là cao phiêu đây, cao phiêu tái sử dụng cùng với một bình máu. Sau đó lên lại khu đường trên. Trang bị này nó sẽ có một đòn đánh tay hồi máu cực kỳ nhiều. Và hồi chiêu của nó với mỗi tướng là con số 6 giây. Có sát thương, có máu và có cả điểm hồi chiêu nữa. Các bạn có thể lên Sâu Jin hoặc là Giáo Thiên Ly, một trong hai đồ sớm cũng được. Nhưng mà Giáo Thiên Ly thì nó sẽ an toàn hơn. Ở chỗ là nó sẽ có khả năng phục hồi rất là tốt cho những pha chơi hit. Lên lại đường trên và Jack level 6, sau cho cũng level 6. Jack nhảy thẳng vào W nội tại, nhưng nội tại vào cái E của Jack, Jack tung chiêu cuối. E điều Q2 rất tốt đến từ Sachemung và sau đó thì Jack có một nhịp all in fail rồi. Một pha thả diều rất dễ đến từ Sachemung, đối phương nhảy thẳng vào. Chiến binh tập thế chơi luôn không? Chiến binh tập thế nội tại. Còn thiêu đốt đến từ Sachemung đánh tay Q1. Tiếp tục đánh tay Q2. Đánh tay vào Q3E. Đối phương bắt choáng và sau đó thì thiêu đốt nội tại. Solo kill. Hơi ngợp cho Jack rồi anh em ơi. Đã bắt đầu có sự chênh lệch rất lớn ở khu vực đường trên với kèo đấu Jack cùng với Aatrox. Và Sachemung vẫn điều những cú Q cực kỳ khét để thoát khỏi những pha EQ của Jack phía bên kia. Và sau đó thì trả sát thương người trở lại. Với một pha win chase trước đó thì nội tại của Sachemung cũng hồi rất nhanh để thực hiện hai đòn nội tại trong pha solo vừa rồi. Và điều quy chúng càng nhiều nội tại hồi càng nhanh. Ê cái gì đấy bạn? Lilia tính ăn sâu à bạn ơi? Bỏ ra bạn ơi. Một con sâu dành cho Sachemung. Con sâu này còn một máu nhưng nó có giáp ảo. Và sau đó thì hai con sâu dành cho Sachemung. Thu thuế cái nhẹ này. Giữa Vladimir solo kill feed rồi. Quán bùa à? Hai con sâu này sẽ là một tiền đề để nếu như các bạn kiểm soát được 5 con sâu thì sát thương lên trụ của nó cực kỳ đáng kể anh em nhé. 3 con sâu phía sau mà kiểm soát được thì quá tốt. Nhưng mà sao chúng chưa quay về, Jack vừa mất Q xong, 3 Q chí mạng rồi. Không, đó chỉ là 2 Q chí mạng mà thôi. Jack bị xương xích giật về và không choáng được. Nhưng mà đối phương đang có một chút lợi thế với tình huống hồi máu đi ra. Nên sao cho mình nhịn ha, nhịn farm cái turn này dưới trụ anh em ơi. Xong cái turn này về là có lượng trang bị mang ra rất lớn rồi. Trượt mất con cuối với tình huống W không dứt điểm được con lính nhưng mà không sao, lại thấy hiện tại Jack vào trung chiêu cuối, E chạy rồi. Không bị choáng cho tình huống này và Jack quyết định không chơi nữa. 3 giây hồi chiêu cuối nha. Q1 nội tại, Q2 chiến binh tận thế lên Q3 luôn không. Quyết định là chờ hồi chiêu Q. Tiếp tục truy đuổi theo đến từ Sachemung. EQ1 thành công, WQ2 góc vuông. Solo kill dành cho Sachemung. Đánh một hồi vẫn solo kill được đứng trên đối phương mà thậm chí là không cần dùng chiêu cuối ạ. Boss thì double kill dành cho Lilia. Đúng rồi đấy, cánh dưới fit một tí thì là nó vui rồi đấy. Game nào cũng thế. Vừa nói xong thì Vayne lăn ra chết rồi. Rồi reset. Té thôi anh em ơi. Ở lại ăn kiếm trụ ông ta. Quyết định về rồi. Vừa đủ tiền lên Giáo Thiên Ly hoặc là Sojin cũng được.
vẫn đang cân nhắc nên có nên ở lại để ăn khiên trụ hay không, nhưng mà không mất khiên trụ nên là thôi về anh em ha. Phủ công à? Giáo Thiên Ly. 1.700 máu tối đa, 155 đan tay khi mà chưa kích hoạt chiến binh tận thế. Đây là một lượng chỉ số rất đáng kể của một con Atrox khi nó hoàn thành xong trang bị đầu tiên anh em nhé. Và kèo này Jack đánh đây là ngợp rồi, là thua rồi. Jack không 4 rồi, nhưng mà Lilia đang rất xanh với 5 mạng hàng cũng có được. Và cùng xem là với giá Thiên Ly thì sức sát thương đấy thì Atrox nó sẽ khủng khiếp cỡ nào. Sao cho mừng mất 3 quy và lính và ngay lập tức đối phương lao lên tấn công, nhưng các bạn nhìn cái lượng máu hồi lại từ giáo Thiên Ly ạ. Q1E rất tốt, Q2 sau đó Q3 luôn. Nhưng Q3 thì không có sát thương. Tiếp tục đánh tay, máu hồi lại kìa. Rách gãi hoài không thấy đam đâu bạn ơi. Thiếu đốt luôn đâu. Chiến binh tận thế thiếu đốt hay Q3 gì đó, thiếu đốt gì đó đi. Không xài spell hay chú cuối gì không? Tại anh không xài hồi hiểm. Chạy hit một hồi, bạn thấy con Rách không vào máu nổ con Atrox này, hồi máu quá nhiều từ giáo Thiên Ly. Jack đã về và đối phương có lẽ sẽ còn TP đi lên. Dùng đối phương đang xanh và đang là một con Lila cánh tim anh em nhé. Mất W đến từ sao cho mừng rồi. Khiên trụ rồi té thôi. Jack lao lên tung luôn chiêu cuối. Q2. Sau đó thì nội tại. Hồi máu từ giáo Thiên Ly là hơi nhiều nhưng mà... Ê! Lila lấy cái khung dung rừng thảm rồi hỏng rồi. Ôi sao phát trước sao cho mừng không giết thằng Jack này đi nhờ? Pha này có chiêu cuối cùng với tốc biến thiêu đốt nhưng mà dính khúc du rừng thảm thì chịu rồi. Lilia xanh quá. Pha trước bung spell ra là chắc chắn là có Rách chết luôn. Là bung R ra cũng chết nữa. Nhưng mà cuối cùng thì Lilia lên với khúc du và sao cho mình chết ngược với... Tân lính đã đẩy vào thì Rách sẽ có thêm một khiên trụ trước khi rút lui. Rách thì ở giai đoạn tiền mùa giải này thì nó sẽ hướng tới kiểu tam hợp. Tam hợp cùng với gươm suy vong hoặc là Sojin. Thực ra nó cũng có thể lấy cái giá thiên ly được luôn. Quyết định di chuyển ra kiểm soát sâu đấy từ sao cho mừng rồi. Ra đây Sako ấy. Ê cái gì đấy các bạn. Q1 thành công, W thành công rồi. Nhưng mà Q2 trượt. Không cho đối phương ăn sâu nha. Trước đấy thì team sao cho mừng ăn được 2 con rồi thì phải. Con thứ ba anh em ấy. Đừng để mất con nào nhá, mình đã rút xuống. Mất một con rồi à? Mất một con thì nhưng nội tại Lilia ăn mất rồi à? Phải không ta? Giải quyết nhanh những con sâu hư không cánh trên và có được tổng cộng là 4 sâu hư không. Jack có định lao vào KS ạ. Nó KS mất tiêu rồi. Nhưng mà Jack tốc biến đi liệu có sống được hay không? Cá thả đã dính vào ven rồi. Đối phương tốc biến sau một tính dính cá và sao cho mừng đang bị CC liên tục. Sau đó là một pha Q3 rất nhiều người trước khi bị làm choáng và tốc biến đi với một máu. Đối phương tốc biến theo và Vladimir là người shut down được theo sao cho mừng. Đồng đội giao tranh được hay không đây? Lon của Sako đã nổ và sẽ là một tình huống gỡ mạng. Mà một mình Thresh ở lại thì gỡ không nổi, fit hết máu đi về rồi. Giao tranh có vẻ hơi thua vì thiếu Lucian. Hơi troll rồi anh em ơi. Là bị đối phương kết hết sâu hư không anh em ạ. Ăn được có 3 con rồi. Để mà căn đam mấy con sâu này cũng khá là khó đấy anh em. Vì nó có thể hồi giáp ảo khá là nhiều. Đang đọc xem là nên lên cái gì ở đồ 2. Tầm này thì nếu các bạn chơi Atrox thì mình nghĩ là các bạn cứ đóng thẳng giáo Thiên Ly cùng với Sojin hai đồ đầu gần như là mặc định. Nó đều là những trang bị rất ngon. Mất dòng cánh dưới luôn rồi. Ở game bắt đầu vui vui hơn một chút rồi đấy. Nhưng mà kéo tốt này thì con Jack này vẫn ngợp. Con Jack này thực sự là chưa thể trở lại cái lane tốt này được. Vì các bạn thấy là mỗi lần mà Jack nhảy lên chơi hit thì cái giá Thiên Ly nó rút sao cho mừng hồi máu quá nhiều đi. Q1 EW, Q2 đánh tay một đòn, đối phương bật E. Sau đó thì lao vào bắt choáng, máu hồi kìa. Hồi ngợp E, Q1 thành công. Jack hết máu rồi anh em ơi. Chơi hit thực sự là không thể lời nổi cho con Jack này với cái nội tại hồi máu từ cái giáo Thiên Ly. Xe to kìa Jack ơi. Jack không ăn xe to luôn rồi. Mất 3 Q trước mặt đối phương nhưng đối phương mất máu quá nhiều nên không dám all-in. Và sẽ là một tiếng băng trụ hay là không? Q1 trượt rồi. EQ2W, Q3, W2 giật về cùng với nội tại. Một mạng cho băng sau đó chiến binh tận thế chờ hồi Q đánh tay hồi máu lại hơn 300 máu Q1. Q2 góc vuông.
Đó là Q3E nhưng đối phương nhấp nhả thả diều cực kỳ khó chịu. Đánh tay tiếp tục hồi máu lại, nội tại tiếp tục hồi máu lại. Máu hồi là quá nhiều. Q1 tốt, Q2 và sau đó thiêu đốt luôn trong. E Q3 thiêu đốt đi. Sức mạnh của Aatrox giáo thiên ly. Cân 2 là dễ. Boss thậm chí đồng đội đã có mạng của Vayne nữa rồi. Và các bạn đừng ngạc nhiên nếu như con Aatrox này bơ vào giao tranh và nó không mất máu anh em nhé. Nó ở tầm 2 trang bị là nó vừa hồi chiêu nhiều, vừa máu nhiều, vừa hồi máu nhiều. Hồi chiêu nhiều tức là nó chặt quy liên tục. Mà quy liên tục mà trúng nữa thì máu hồi bao phê luôn. Dưới đồng đội cũng đã đánh tương đối căng rồi. Team 2 đang hơi ngợp anh em ạ. Fit 6 xác rồi. Fit có mạng thứ 7 rồi. Di chuyển cắm mắt và kiểm soát sứ giả trước khi lên lại khu đường trên. Bot đã có trụ một tòa bản đồ luôn rồi. Nhưng mà Lucian với Threat thì thực ra là không đến mức quá xanh. Lucian thậm chí đang nằm xuống tới 4 lần. Và Vayne vừa ăn được mạng shutdown của Threat ạ. Khẩn nán cỏ. Sau đó thì Sako cũng nằm xuống luôn với Threat trong tình huống cố gắng ăn mạng của Vayne phía bên kia. Jack lên lại không đừng trên trễ, mất con xe to, đối phương tiếp tục lao vào với tình huống EQ. EQ 3 thành công, nội tại hồi máu. Nội tại hồi máu còn đánh tay W, sau đó tiếp tục Q1, Q2 E không, không. Q2 E hơi với tầm. Q3 thì sao? Q3 nội tại Jack lao vào và sau đó thì lên bảng điểm số rất nhanh với lượng sát thương trả lại và vẫn chưa thấy sao cho mất quá nhiều máu các bạn. Sức chống chịu cùng với khả năng phục hồi của Aatrox thời điểm này nó khiến cho Jack phía bên kia đã thực sự bị trầm cảm rồi. Cảm giác là không đào được ra sát thương đến từ Jack để giết con Aatrox này nữa. Tất nhiên là Jack vẫn là một đấu sĩ đầy lẻ rất là khỏe và nó cầm dịch chuyển nữa. Nên là do đoạn mid game mà không đánh chuẩn chỉ là nó có thể farm lại và nó có khả năng đầy lẻ rất là áp lực. Với ba con sâu hư không thì đối phương có thể dùng con Jack đang hơi thọt này đi đầy lẻ. Và sau khi mà không có dịch chuyển thì sẽ có xu hướng đi chung với team để đánh tại các mục tiêu lớn. Và nếu đối phương chấp nhận bỏ qua tầm 1 đến 2 mục tiêu lớn thì Jack có thể farm lại tương đối nhanh đó. Dìu đen ở đồ 2. Có thể có sao cho mừng là một cái dìu đen ở đồ 2. Nó cũng là một đồ na ná với cái Sojin. Nó thay cái nội tại hồi chiêu bằng cái nội tại trừ giáp thôi. Bây giờ thì bổ quy cho nó chất lượng. Còn nếu mà đánh một Sojin thì nó sẽ mang thiên hướng đánh bằng số lượng nhiều hơn. Hai đồ ở tầm 16 phút này là quá khỏe rồi. Nội tại Q1, Q2E, sau đó thì Q3. Những cú quy chí mạng liên tục đến từ sau cho mừng và Jack liệu rằng có... Cái tường ở mùa này nó dày anh em nhé. Hồi có xe to mất rồi. Cái tường ở mùa này nó rất dày các bạn ơi. Và nếu các bạn không xử lý tốt thì tốc biến đập mặt vào tường hay là Aatrox E đập mặt vào tường là chuyện rất thường xuyên xảy ra nha. Đặc biệt là con Aatrox này này. Nếu bạn đánh không khéo là rất dễ E đập mặt vào tường và... Có lẽ mình cũng sẽ phải... Ô, chiến binh tận thế làm gì đây? Đồng đội AFK à? Lucian AFK vào sau cho mừng kích chiến binh tận thế ăn trụ 2 đường trên với 700 anh em ơi. Trong lúc đối phương đang ăn sứ giả thì sau cho mừng phải giải quyết nhanh trụ này để rút lui thôi. Nếu mà rút lui không kịp là đối phương sẽ lấy shutdown đấy nha. Lucian AFK rồi. Té. 700 tiền sau đó té nhanh trước khi đối phương cầm sứ giả kéo lên bắt sau cho mừng. Với 700 tiền thì sẽ quyết định mua cái gì đây? Sau cái giày thì ngân còn dư 700 anh em ạ. Cái này là một trang bị sát lực dành cho những con tướng đấu sĩ cần đẩy những con sát thủ cần đẩy đường. Nó là một trang bị mãng xà dành cho sát thủ. Mua hai trường kiếm đi lên cùng với một cái giày thủy ngân. Tôi bảo cánh dưới phít một tí cho game nó căng, hóa ra là team AFK luôn. Thế thì có vẻ hơi căng đấy anh em nhá. Một xạ thủ AFK. Nhưng mà fit đường giữa đang xanh và sau cho mừng cũng có một con Aatrox đang hóa thần khu đường trên rồi. Đánh nhau cánh dưới diễn ra và sau cho mừng không có dịch chuyển nên bắt buộc phải đi bộ xuống. Nhưng mà đi bộ xuống có kịp hay không? Có vẻ sẽ là kịp vì đồng đội đã rút lui an toàn hết rồi. Sojin đồ 3 anh em ơi. Sojin, dìu đen cùng với giáo thiên ly là ba trang bị đấu sĩ cực kỳ ngon ăn tại mùa này dành cho Aatrox. Và đây sẽ là một pha phá sứ giả trước khi di chuyển ra chung với đồng đội. Đồng đội tiếp tục đánh nhau khu cánh dưới rồi. Chỉ có 3 người thôi mà cũng PK căng giữ các bạn. Đối phương có 4 người. Lại trượt xe to nữa rồi. Mất hơi nhiều thời gian để giải quyết con sứ giả khu đường giữa đến từ Stratomon. Như đồng đội cánh dưới giao tranh 1-1 giữa hai jungle.
cố gắng lát hit nhưng mà lại trượt con sứ giả. Ván này trượt xe to với sứ giả luôn rồi. Trượt xe to đầu game giờ là hơi nhiều đấy. Nhưng mà chiêu chiêu đây anh em ơi. Đồng đội tiếp tục đánh nhau kìa, 2 đổi 2 rồi tiếp tục đánh nhau tiếp ạ. Đối phương 4 người còn team mình chỉ có 3 người thôi. Giao tranh chỉ còn một con Fit nên là Fit quyết định giật về, còn Sacha Mang sẽ đổi trụ với con Jack phía bên kia. 100 mấy chục sát thương chuẩn này là từ những con sâu hư không đấy anh em nhé. Và sẽ lên lại khu đường trên để tiếp tục đối đầu cùng với Jack phía bên kia. Tầm này Jack nó sẽ không muốn di chuyển chung với đồng đội vì nó team phái rất là yếu. Do nó quá thọt rồi. Nên là bắt buộc nó phải đi để lẻ như thế này mà thôi. Ok, Lucian AFK. AFK thì game nó mới cân đấy anh em ạ. Hoặc là ở lại Fit tầm 5-7 mạng rồi đấy cũng được. Phần này thì sao cho mình về lại khu đường trên tính đánh chặn con Jack, nhưng mà đối phương hình như có tầm nhìn rồi, đối phương rút lui rồi. Cũng may là đồng đội ván này các vị trí còn lại đều đánh ổn. Lucian AFK không vấn đề gì anh em ơi. Sako đang tàng hình lên đấm con Vladimir phía bên kia. Còn Sacha Mang thì di chuyển ra. Lilia đã có được cua, còn Sacha Mang sẽ đánh chặn con Vladimir này lại. Vladimir có một tình huống mất máu cực nhiều. Nội tại cùng với EW mạng cho Sacha Mang chiến binh tận thế lên. Quật Q2 trúng rồi, 400 sát thương hơn. Dính cá, dính Q3. Và lên bản đếm số sau khi đưa ra khúc dù của mình. Quyết định Eparon đến từ Sacha Mang luôn chăng? Nhưng mà Sako hết máu rồi, Sako nằm rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Sako chết thì không được Baron rồi anh em ơi. Bỏ. Cả hai rừng cùng chết nhưng mà mình ăn Baron thì không có trừng phạt, đối phương sẽ có một cơ hội để 50-50. Rồi thôi té ha. Phá tiếp, chiêu chiêu. Jack phía bên kia đã thua tới 3 level và chỉ có được cái tam hợp kiếm. Còn Sotramon thì đã có được 2.5 trang rồi. Ven đang đẩy khu đường dưới và Fit bắt đầu xách cái cây đinh 3 của mình xuống khu đường dưới tìm con Ven rồi. Ven không biết là có tầm nhìn hay không, nhưng có tầm nhìn chắc là cũng cố gắng ăn trụ trước khi lên bảng mà thôi. Có trụ dành cho Ven. Thậm chí là quay ngược trở lại bắn luôn ở Fit ạ. Fit có một pha đâm quy bị Ven outplay bằng cái kết án mất rồi. Và Fit chưa có cá. Pha này Ven có trụ và vẫn có thể rút lui về được ạ. Còn cánh đẩy lẻ thì Jack đã có cho mình cấp độ 12. Nhưng mà solo lúc này thì tôi nghĩ là không có cách nào đánh lại con Atrox quá xanh của Sacha Mang cả. Quyết định đi kiếm con Jack phía bên kia rồi. Chạy một đường vòng để bọc vào những cái bụi cỏ khu đường trên, nhưng mà không biết là Jack còn ở đây hay không. Thiếu khoảng chừng gần 300 tiền để hướng tới cây Sojin ở đầu 3. Tân lính có xe to này chắc là chưa đủ. Cần thì bán kiếm Doran, à nhằm bán khiên Doran cũng được. Một đợt lính rất to mà Sacha Mang đã đẩy được khu đường trên. Sau đó thì về nhà lấy Sojin xuống cánh dưới. 22 phút 3 trang bị trần phái. 55 điểm hồi chiêu, 3.001 máu ở cấp độ 15, 300 sát thương tay khi trực kích chiến binh tận thế, và sau đó thì đang có đánh nhau ở tại khu vực sông. Tình huống này là đồng đội giao tranh 3 đánh 4 và đã có một tình huống Sako lên bảng đếm số rồi, rồng thì đã mất rồi. Lao xuống combo liên tục đến từ Sacha Mang, và sau đó thì hết Q3 bị đối phương hất lên, e xuống án tử hay, nội tại cùng với Q1, sau đó thì Fit lao xuống với con cá của mình nhưng Vladimir lặn bể máu rất tốt. Sacha Mang tiếp tục có ý định truy đuổi. Bổ Q1 trúng Ven rồi, Q2 E thành công, Q3 tốc biến đi sao, Ven tốc biến đi nhưng vẫn bị Fit xiên chết rồi. Fit có cho mình cú double kill. Còn Sacha Mang sẽ truy đuổi vào con Vladimir phía bên kia. Chấp xạ thủ vẫn chơi anh em ơi. E Q1 W. Nội tại thành công, đối phương lặn bể máu để thoát thứ 2, tiếp tục E lên. Thêm vào đó đánh tay nữa, hoặc là Q cũng được. Q1 sau đó thì E điều Q1 rất tốt để có mạng của Vladimir. Và giao tranh xong thì bạn thấy là con Atrox này nó vẫn còn tương đối nhiều máu. Hồi máu quá nhiều và đam cũng to luôn. Chặt 2 Q vào Ven là thấy Ven hết trắng cây máu rồi. Jack tính làm gì đây, tôi hết 3 Q đấy không? Bơi vào đây. Q1 W, Q2 E hơi với tầm rồi, W2 giật về Q3. Thêm một đòn hồi máu lại, Jack bật E đi bạn. Hết E đúng không? Hết E đúng không? Đối phương flash chạy né Q2 mất rồi. Liệu rằng có ai đó xuống ở đây hay không? Máu này thì Jack chỉ cần EW là chết. Nên là sao cho một quyết định ở lại. Vladimir trên bản đếm số. Jack hết máu đi về, Alistar lộ khu đường giữa. Jack vẫn mâm me quyết định ở lại với cái EQ và có người vòng ra phía sau, đó là Ven rồi, hỏng rồi. Ven tàng hình vòng ra phía sau và bắn hạ được Sacha Mang với mạng shutdown 1.000 tiền nha. Mà đã có trụ 2 đường dưới dành cho Atrox của Sacha Mang với 700 tiền. Lại cầm thêm 2k1 tiền nữa rồi. Starrack nữa không? 4 đồ này nó có một điểm chung là nó đều cộng sát thương cùng với máu anh em nhé. Rất nhiều máu là đằng khác.
Còn đồ sát lực tại thời điểm này thì mình nghĩ là nó sẽ khiến Aatrox hơi mỏng. Hơi mỏng. Aatrox bây giờ đồ xuyên giáp thì cái thương phục hận nó không ngon nữa rồi. Không thể mua được thương phục hận vì... đã mua dù đen này anh em. Chỉ có thể mua dù đen thôi anh em ạ. Hay chi à? Thương phục hận bây giờ nó không ngon nữa rồi. Nó dành cho những trang bị, nó dành cho những con tướng sát thủ, sát thủ vật lý lên sát lực cơ. Mua một cái gậy hung ác cùng với một cái trường kiếm. Jack lại nằm xuống ở đâu đó rồi, sao cho băng di chuyển ra với cấp độ 15, sắp cấp độ 16. Thread kéo án tử chúng nhưng mà Alistar có bất khuất. Alistar quay người trở lại hất tung Thread lên bổ Q1 rồi, sau đó Q2E nhưng bị cái án tử hơi bóp Q2 có vương một tí không xa, bật chiến binh đã thấy đánh tay. Hồi máu lại là quá nhiều đến từ giáo thiên ly, một mạng đấy sao cho băng tiếp tục Q2 thành công nhưng Vladimir chạy được, chạy hộ các bạn ơi. Q1E thành công W nội tại. Giao tranh xong không mất máu. Không thấy mất máu các bạn ơi. Tiếp tục chặt tiếp vào Lilia, Lilia chạy hơi nhanh, EQ1 đối phương đồng hồ. Q2 được hay không? Q2 được, Q3E, W nội tại lại full cây. Máu hồi là quá nhiều. Bên phía bên kia bắt buộc phải lên giảm hồi máu đi thôi, chứ còn con Aatrox này không giảm hồi máu là nó hút máu lại từ giáo thiên ly, từ nội tại, từ cả chất tướng của nó với cái nội tại của E nữa. Bật R lên nó hồi còn hồi nhiều nữa anh em ạ. Còn map đấu rồng thì nó sẽ rớt ra những cái vật thể như thế này, đi nhặt để lấy hồi chiêu anh em ơi. Đi lượm để kiếm thêm tí hồi chiêu nhá. Chân kể mà. Chứ hãy để chuyển à. Chứ hào lệ à. À, lên trang bị sát lực cùng với... đẩy đường với nội tại của cái dìu tia mát. 368 đam tay với 4 trang bị lớn. Máu là 3k3. Đường trên thì fit rất xanh solo với Jack. Và Jack không có cửa nào đánh lại một trong hai đường đơn hiện tại của Tisot cho mừng cả. Các bạn thấy những đòn chí mạng của con Aatrox này, nó sẽ là một đòn chém từ trên xuống anh em nhé. Đòn nội tại nó sẽ chọc thẳng, nhưng mà đòn chí mạng nó sẽ là chém từ trên xuống. Tiếp tục đi farm ở khu đường dưới. Nội tại Q1 đối phương mất đa tên lửa hashtag. Sau đó thì tung chiêu cuối bỏ chạy đến từ Vladimir. Cái chọc liên tục thôi các bạn ơi. Nghe đồn Vladimir hồi máu cũng nhiều, nhưng mà không nhiều bằng Aatrox này rồi. Đồng đội cánh trên giao tranh cũng thắng luôn ạ. Chấp Lucian vẫn win cơ mà. Fit đánh cũng cực kỳ hay luôn. Triple kill dành cho Fit đằng trên, nó quét sạch cho Tisot cho mừng rồi. Cánh trên đồng đội 3-4 nhưng mà vẫn có được cú quét sạch. Mà không mất bất kỳ một ai luôn, fit một máu luôn. Ác chưa? Thế thì đúng là Lucian nên AFK đấy anh em. Lucian mà không AFK sợ là game nó sẽ hơi một chiều. Mất 3 Q và lính, Jack lao lên với EQ, bật tất cả mọi thứ mình có lên W. Chiến binh tận thế lên nội tại Q2, hết huyết. À nhầm, không có huyết. Đó là cái trang bị từ dìu tia mát anh em. Cũng là kích hoạt giống giống như cái hấp huyết ngày xưa vậy. Và giao tranh một vết một thì Jack cút rồi. Và thậm chí là cút xong còn không lấy được quá nhiều máu Aatrox này nữa. 16 ma hạ gục dành cho Aatrox của Sotramon rồi. Thêm con rồng lửa nữa thì thôi đấy. Đam không. Mình sẽ đầu cuối sẽ mua cái gì từ một cái trang bị cộng giáp như thế này. Nó có thể là một cái vũ điệu ở đồ cuối cùng chăng? Vũ điệu. 16 mạng đến từ Fist, 16 mạng đến từ Sotramon. Và 4-5 nhưng cũng đang gác trước đối phương 20 kill. Nhặt được 12 cái hồn của mắt đấu rồng rồi. Thực ra thì cái này nó cũng gọi là cộng thêm một tí điểm hồi chiêu thôi các bạn, cũng không quá đáng kể. Mình cảm giác là nó cũng không đến mức gọi là quá OP. Dù sao thì nó cũng là free mà. Ôi đẩy đường mắc nhanh luôn. Đẩy đường cực kỳ nhanh luôn anh em ơi. Cánh trên thì Fizz lại tiếp tục tỏa sáng với tình huống solo kill được Lilia. Sau đó thì thậm chí giết ngược cả con Jack phía bên kia với một chấm máu. Mid đánh căng với bạn. Và sau chấm băng thì tiếp tục đẩy một mình khu đường dưới. Ven và Alistar đang ở khu đường giữa rồi. Không biết là còn ai ở đây hay không. Mạng shutdown dành cho Vladimir. Vladimir đứng trên thì không còn ai canh dưới cả. Nãy giờ chơi với lính hơi nhiều, quyết định di chuyển ra F Baron và
tìm tương đối phương để PK thôi anh em ơi. Tầm này PK cho các bạn xem cái lượng sát thương đến từ con Aatrox mùa 14 nó sẽ khủng khiếp ra sao nếu như để nó có được lần này cái trang bị từ sớm. Phía bên kia thì đối phương mất người nên là không di chuyển ra kịp. Chiến binh tận thế lên ăn Baron cho nó nhanh à. Sako nhả clone của mình ra nhưng ăn cũng phải là hơi lâu nên sao chúng mình quyết định kích chú cuối luôn cho nó đỡ bị rắc rối. Lilia nó ra là hơi phiền đấy nhá. Ok, đang 4 đánh 5 nên là gọi là kỹ một tí anh em ạ. Còn Lilia nó flash xuống và nó cướp được con Baron đấy là cũng chưa biết đâu một lần thôi anh em ơi. Để đối phương kéo dài thời gian thì đội hình 5 người bao giờ nó cũng sẽ dễ đánh hơn rất là nhiều. Nhưng mà hai đường đơn của đối phương ván này là Vladimir cùng với Jack thì yếu quá. Hai cá hai tiền về thôi. Rồi vũ điệu ở món trang bị cuối cùng và chưa đủ tiền để mua dược phẩm. Thời điểm này đã là con số gần 500 đam tay khi mà có thêm một tí sát thương tới từ Baron. Và vừa rồi thì lại là một tiếng Lilia lên bảng đếm số với lần nằm xuống thứ 11 ạ. Con Fit này phun đồ với 21 số sách trồng mề dài. Nó chưa bán giày mà thôi. Mà nó đã rất là khỏe rồi. Phía bên kia đang cực kỳ kháng phép. Fit cấp độ 18 và thả cá luôn cho tình huống này. Cá trúng ở tầm gần như là tối đa. Vladimir bắt buộc phải W. Còn V thì tôi không biết là bắn vào máu con nó chắc này nổi hay không. Vì có bắn tụt máu nó hút máu lại cũng vậy à. E sang đấm luôn không? Alistar mất bất khuất rồi này, Q1 W, Q2 E lên. Bò yếu lắm rồi, bò hết bất khuất và sẽ phải lên bảng. Thậm chí là chết trong khoảng thời gian mà vẫn còn một chút bất khuất nữa. Q2 E tốt rồi, nội tại Q3 tốc biến có mạng cho Sơn Trâm Mừng. Hồi máu lại với tiếng chém tay với giáo thiên ly. Double kill cho Sơn Trâm Mừng với tiếng xử lý cực kỳ gọn hai mạng của Vladimir cùng với Vayne. Những đòn chém tay với giáo thiên ly nhìn nó rất là đặc trưng anh em ạ. Vì nó là đòn chí mạng. Đối phương tốc biến lên khúc du rừng thẳm 4 người sau đó thì lên bảng đếm số mà thôi. Quá bất lực. Jack thì đang bỏ nhà đi bụi, tầm này chắc là chửi nhau với team hơi căng rồi. Quyết định đến từ Sochamon cùng với đồng đội sẽ là end game luôn. Jack về đến nơi rồi. Liệu rằng Jack có phòng ngự nổi đợt đẩy này hay không khi mà team Sochamon cũng đang có tới 3-4 thành viên yếu máu. Cá đã trúng, Jack ăn ngay cái án tử trong lúc nhảy và nện vào, bị cá đớp lên, bật hết phản công các thứ lên. Rồi sau đó thì lên bảng đếm số với Q2 góc vuông của Sochamon, W thành công, Q3 đôi mạng dành cho Aatrox của Sochamon, mạng thứ 20 và GG. Khỏe các bạn thấy giao tranh xong không thấy mất máu luôn này. Còn nguyên cây luôn á. Cái giáo thiên ly thời điểm này nó đang hồi máu quá rác. Phấn thiên xí xỉa đà, xí xỉa, lì hả. Ngay từ khi trang bị này nó xuất hiện thì mình đã thấy nó hợp lý dành cho con Aatrox rồi. Một con tướng đã có nhiều phục hồi lại có thêm cái giáo thiên ly ở tại mùa 14 nữa. Nên là nếu đối đầu cùng với Aatrox tại thời điểm này thì các bạn nên lên giảm hồi máu anh em nhé. Nó hồi máu cực kỳ nhiều luôn á. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một game đấu của Sochamon tại mùa 14 với một game đấu phải 4 đánh 5. Nhưng mà Sochamon cùng với Fizz vẫn thể hiện được cái sức sát thương cực kỳ lỗi ở tại thời điểm này của những con tướng đang hơi khó để có thể kiểm soát ở mùa 14. Mình nghĩ là sau này thì Riot Games sẽ có những sự điều chỉnh về mặt sức mạnh thôi. Nếu anh em nào thích chơi Aatrox thì có thể tham khảo giáo án này của Sochamon anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những giáo án khác nha. Bye bye.